Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến gần Jerusalem, trông thấy thành thì người khóc thương thành ấy mà rằng: chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hòa bình lại cho ngươi, nhưng giờ đây sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi, vì sẽ đến ngày quân thù đắp lũy bao vây ngươi, siết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được viếng thăm. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, toàn bộ tin mừng chỉ cho chúng ta biết hai lần Chúa Giêsu khóc. Lần thứ nhất, Chúa Giêsu khóc thương Lazaro, người bạn thân của mình nằm xuống. Và khi Ngài đến, Ngài khóc thương người bạn thân ra đi, và Ngài đã dùng hết sức mình để mà cứu chữa cho Lazaro được sống lại. Và lần thứ hai, tin mừng cho chúng ta biết, chúng ta vừa nghe Thánh Luca thuật lại một lần Chúa Giêsu khóc thương dân thành Jerusalem. Và trong sự khóc thương này, Kinh Thánh cũng nói cho chúng ta, nếu chúng ta nhìn về quá khứ thì lý do mà Chúa khóc thương dân thành hay là khóc thương Jerusalem là một hình ảnh cho dân tộc, là niềm tự hào của dân Israel, con Thiên Chúa, dân được tuyển chọn. Lỗi của họ là đã không đón nhận mà còn khước từ các tiên tri, ngôn sứ, người của Thiên Chúa sai đến với họ. Và nếu nhìn hiện tại, ngay lúc Chúa Giêsu khóc thương dân thành Jerusalem như vậy, thì đó là một sự thật trớ trêu, khi họ luôn luôn mong chờ đấng cứu thế đến như lời Thiên Chúa đã hứa. Tuy nhiên Chúa Giêsu đang ở giữa họ. Họ đang ở bên cạnh Chúa Giêsu đấng cứu thế. Nhưng họ đã không gặp gỡ thật sự. Họ thấy mà không gặp. Họ nhìn, họ sống với mà họ chưa bao giờ biết yêu mến đấng cứu thế hay trân trọng đấng cứu thế đang ở với mình. Và viễn tượng tương lai hứa hẹn sau 40 năm Chúa Giêsu khóc thương thành Jerusalem thì nó bị sụp đổ hoàn toàn bởi tướng Titus người Roma đã tàn phá thành thánh Jerusalem nguy nga, tráng lệ, niềm tự hào của dân Israel. Và cũng từ đó dân Israel phải ly tán khắp mọi nơi. Tại sao người đàn ông mang tên Giêsu phải khóc? Chắc chắn Chúa Giêsu không khóc cho mình hay là không khóc vì mình. Ngay cả những ngày Chúa chịu gian khó trong tuần lễ thương khó chẳng hạn, chính Chúa Giêsu đã bị khinh bỉ, ruồng bỏ, thóa mạ, đánh đập tàn nhẫn, đau thương. Thế nhưng Ngài không khóc, mà Ngài vẫn yên lặng và can đảm chịu đựng, kiên nhẫn đón nhận.
Và Chúa Giêsu cũng không muốn ai khóc cho mình. Hẳn chúng ta còn nhớ chặng thứ 8 trong những chặng đàn thánh giá. Chúa Giêsu quay lại an ủi những phụ nữ thành Jerusalem đi theo Người. Người nói: các chị em hãy khóc cho thân phận mình và con cháu của mình, đừng khóc cho tôi để làm gì. Tưởng chúng ta cũng nên nhìn lại Kinh Thánh nói cho chúng ta những giọt lệ của thống hối, cái khóc của ăn năn. Thánh Phêrô đã để cho hai dòng lệ lăn tràn trên đôi má của mình khi ông lỗi phạm đến Chúa, khi ông trót dại yếu đuối và ông được tha thứ. Madalena đã rơi những giọt lệ âm thầm ướt đẫm chân Chúa Giêsu vì lòng yêu mến và nhìn thấy mình cần được thứ tha. Chính điều đó đã làm cho Chúa Giêsu phải động lòng xót thương. Và Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Ngày nay bao giọt nước mắt vẫn rơi. Chắc có lẽ chúng ta đã từng khóc. Tôi khóc thương mẹ tôi mất, khóc thương người thân đã ra đi. Giữa cơn đại dịch, bao nhiêu cuộc ra đi không đáng có và cũng không đáng nhớ, cũng như không đáng mong, bởi vì cô đơn và tẻ nhạt, mất mát, ly tán, đau thương, khổ sở và thử thách dạt dào. Ngày hôm nay, con người vẫn còn lo sợ, đau đớn trước tin bệnh tật, hung dữ đang muốn giết chết thân xác tươi đẹp của mình. Đó là nỗi khổ đáng để rơi những giọt nước mắt. Nhưng chúng ta vẫn còn nhớ mỗi phút thứ ba, phút cho ai khóc lóc, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Niềm tin của chúng ta nâng đỡ chúng ta tín thác vào Thiên Chúa, kể cả trong những lúc đau thương, những lúc khó khăn. Chúa Giêsu khóc có phải chăng để cảm thông cho nỗi khổ đau hàng ngày của chúng ta?